cháu mau đi đi. Sở trưởng Lý, ông, cô Trần, cô thật sự đến gặp tôi sao? Sở trưởng Lý, Tô tổng bảo tôi đến thăm ông. Ông có say lắm không? Đó là giả vờ. Một chút rượu đó sao có thể làm tôi say được? Giả vờ sao? Tôi mà không giả vờ thì sao cô Trần đến thăm tôi được? Sở trưởng Lý, ông thật là hư, đúng không? Cô Trần, đàn ông không hư, phụ nữ không yêu, có phải không? Sở trưởng Lý, Tô tổng bảo tôi hỏi ngài, dự án đó. Dự án sao? Dự án đó hiện đang có hơn 10 công ty tham gia đấu thầu. Ông chủ Tô của cô cũng là một trong số đó. Nhưng mà thực lực của công ty anh ta, ông và Tô tổng của chúng tôi là bạn lâu năm, ông không thể châm trước được sao? Châm trước à? Cô Trần, vậy thì phải xem cô có thể châm trước cho tôi một chút hay không. Sở trưởng Lý, ông đừng tới đây đi. Ông đừng như vậy. Ông là lãnh đạo, tôi tôn trọng ông. Ông tỉnh táo lại đi. Lãnh đạo thì cũng là người mà cô Trần. Sở trưởng Lý, cô Trần à, cô đừng từ chối tôi mãnh liệt như thế chứ. Sở trưởng Lý, đừng làm vậy. Tôi đã có bạn trai ở quê rồi. Hơn nữa tình cảm của chúng tôi rất sâu đậm. Chẳng phải chỉ là một thằng nghèo hèn ở khe núi thôi à? Có gì để lưu luyến chứ? Phim được dịch Khuyết Minh và Lồng Tiếng tại YTV. Chỉ cần cô đồng ý làm bạn với tôi thì tôi sẽ để cô được tận hưởng tất cả những gì một cô gái ngày nay nên được tận hưởng. Lại đây nào, em yêu. Sở trưởng Lý, ông đừng như vậy. Nào em yêu, ông buông tôi ra. Buông tôi ra đi sở trưởng Lý. Buông ra. Em yêu đến đây nào. Tiểu Mai à, nhanh lên, hôm nay chúng ta có rất nhiều khách. Coi như tôi cầu xin mấy người đấy được không? Hôm nay công việc rất nhiều, chật kín hết luôn rồi. Coi như tôi xin các cô đấy. Gọi trưởng ca của các cô tới đây, xin anh đợi chút. Anh ơi, anh tìm cô gái nào để chơi chung à? Mấy cô gái đó đều xinh đẹp như cô à? Đẹp sao? Các cô gái của chúng tôi ai cũng xinh đẹp hết. Vậy sao? Tất nhiên rồi. Tôi hỏi cô một chuyện, cô phải nói thật với tôi. Chuyện gì vậy? Trong số những nhân viên phục vụ của cô, có phải có một người tên là Thi Thi không? Thi Thi sao? Không có đâu. Trong số mấy cô gái đó thì sao? Cũng không có luôn. Cô đang nói dối tôi. Anh à, tôi đã làm việc ở đây từ khi quán bar này mới mở cửa rồi. Ai ra ai vào đây tôi đều biết hết. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về cái người tên là Thi Thi. Nhưng mà có người nói với tôi, cô ấy đang làm việc ở đây. Cuối cùng lại không thấy nữa. Cô giải thích thế nào? Để tôi nói anh nghe, tôi không biết. Nhân viên phục vụ nào nói với anh chuyện này thì anh đi mà hỏi người đó đi. Thực ra cô cũng không cần phải như vậy. Cô cứ nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ bo cho cô không thiếu xu nào. Sao hả? Có tiền thì ghê gớm lắm à? Tôi nói anh nghe, tôi không biết. Cô biết tôi làm gì không? Làm gì thế? Cô nghĩ sao? Công an à? Công an thì có gì ghê gớm chứ?
Tôi nói cho cô biết. Để tôi nói cho cô biết. Đừng quan tâm tôi có phải là công an hay không, nhưng hôm nay cô phải phối hợp với tôi. Anh buông tay ra, tôi không buông. Buông tay, nếu cô không nói, thì cô đừng hòng kinh doanh được nữa. Tôi không biết, anh buông tay ra, tôi không buông. Buông tôi ra, tôi không buông đấy. Con đàn bà thối, nếu hôm nay cô không nói cho tôi biết. Anh nhìn cái gì, cút đi. Buông tay ra, tôi không buông đấy. Buông tay ra, bảo vệ. Bảo vệ đâu, bảo vệ gì mà bảo vệ. Anh làm gì đấy, làm gì thế hả. Anh tránh ra, đi ra mau. Cái con đàn bà thối này, cô đợi đó cho tôi. Cút đi. Tức quá đi mất. Chị Liên ơi, tôi xin chị đấy, cho tôi một mũi tim đi. Tôi không thể chịu nổi nữa. Cho cô dùng tạm trước thì cũng được, nhưng mà có một điều kiện. Điều kiện gì? Cô không thể làm ở đây nữa. Tại sao? Có người đang tìm cô. Tìm tôi sao? Ai thế? Tôi biết rồi. Một người đàn ông cao to. Người đàn ông cao to giống như Kim Cang. Cô biết hắn sao? Anh ấy là người tốt. Anh ấy đã cứu tôi. Sau này chúng tôi đã tách ra rồi. Anh ấy là người tốt. Cô có biết anh ta làm gì không? Tôi, lúc đó tôi không hỏi. Tôi nghĩ chắc anh ấy là công an. Chỉ có công an mới cứu tôi như vậy thôi. Cô muốn gặp anh ta sao? Anh ấy đâu? Anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Nhớ ơn không quên. Không tệ. Nhưng mà bây giờ cô là gì? Tôi. Cô là một con nghiện. Chẳng phải công an đang truy lùng những con nghiện sao? Cô muốn tự đưa mình vào tù à? Chị Liên, vậy chị nói đi, tôi phải làm sao đây? Cho nên là tôi sẽ đưa cô đến một nơi khác. Một nơi khác sao? Cô cứ đến văn phòng của Phùng tổng đi. Tôi không đi. Tôi không đi đâu. Tôi không thích ông ta. Ông ta là một tên lưu manh. Tôi không đi. Thực ra tôi cũng không muốn để cô đi. Cô thấy đấy, bây giờ cô vừa mới quen thuộc với công việc, hơn nữa còn có thể làm má mì với tôi. Nhưng chúng ta không thể đắc tội vị Phùng tổng này được. Chị không thể đắc tội. Chị sợ hắn ta. Nhưng tôi không sợ hắn. Coi chừng tôi đến đồn công an để kiện hắn ta. Tôi tố cáo hắn tội cưỡng bức. Tố cáo hắn dụ dỗ người khác dùng chất cấm. Đừng kích động mà. Đến đồn công an sao? Cô nghĩ đi. Một người nghiện chất cấm, một con gà móng đỏ, có thể tố cáo một doanh nhân nổi tiếng sao? Đừng tự lừa mình dối người nữa. Chị Liên, vậy chị nói đi. Tôi phải làm sao đây? Cô hãy đến bên cạnh Phùng tổng, ngoan ngoãn hầu hạ ông ta đi. Hai tháng đã trôi qua, Triệu Kim vẫn đang tìm kiếm Thi Thi. Anh Chu, Triệu Kim đến rồi, anh xem đi. Lát nữa chúng ta lên sân thượng, ném gạch xuống cho hắn coi đời đi. Đúng, cầm gạch đập hắn đi. Không, đừng làm vậy. Anh Chu, sao anh lại thương hại cái tên Triệu Kim đó? Thù lần trước còn chưa báo nữa, anh quên rồi sao? Chúng ta phải giữ người đó lại. Giữ hắn lại để hắn đối phó chúng ta à? Không, giữ hắn ta lại để đối phó với người khác. Chuyện này các cậu không hiểu sao? Chúng ta làm cái nghề này thì phải biết trọng dụng và thu hút nhân tài. Đúng vậy, phải đó. Sửa xe. Thợ cả à? Tới liền. Đại ca, sao vậy, xe lại hỏng à? Lại như cũ, phải bảo dưỡng. Nếu không thì đã hỏng từ lâu rồi. Hỏng thì càng tốt, đổi chiếc xe mới thôi. Hỏng rồi thì đổi chiếc xe mới sao? Em biết.
Tiền của anh đã đưa cho em gái Triệu Lan hết rồi. Như vậy đi, chúng ta tìm chỗ nào đó đi ăn một bữa. Thôi đi, với số lương ít ỏi của cậu còn không đủ để Triệu Lan mua một đôi giày nữa. Thế này đi, tối nay tôi mời, chúng ta đi ra ngoài ăn mì đi. Chúng ta không thể cùng nhau uống vài ly sao? Được rồi, hai bát mì hai chai bia. Khoảng thời gian này, anh tìm cô gái đó vất vả quá rồi. Người anh em này sẽ tìm một nơi để đãi anh một bữa. Anh đợi em thay đồ nhé. Tôi không có tiền, em mời. Đại ca, anh sắp 30 tuổi rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình đi. Một người đàn ông như tôi thì làm gì có người phụ nữ nào muốn ở bên chứ. Cũng quen rồi. Một người đàn ông không mặn mà với phụ nữ thì vẫn tiêu diêu tự tại cả đời. Đừng tự ti nữa. Nếu không phải lúc đầu anh chia tay với Tiểu Linh thì chắc bây giờ anh cũng đã có con rồi. Thất tình một lần thì cô độc cả đời. Bà anh nghĩ sao? Em gái anh nghĩ thế nào? Anh muốn cô ấy không bao giờ có chị dâu à? Đáng lẽ em không nên nói thế, nhưng em là chiến hữu của anh, và bây giờ là bạn trai của em gái anh. Sao mà em không nói cho được? Anh cứ nhớ mãi không quên cô gái tên Thi Thi đó. Chẳng lẽ cô ta trông giống Tiểu Linh à? Nên mới gợi lên tình yêu của anh sao? Mấy ngày nay anh tìm Thi Thi cũng vất vả lắm rồi. Cứ ra vào vũ trường liên tục. Không sao, đi vòng vòng chỗ đó giấu nhiều chuyện xấu xa dơ bẩn, nhưng phần lớn thì vẫn tốt. Nếu nhìn thấy ai phù hợp, tôi phải đi rồi. Giám đốc Lưu của chúng tôi còn ghê gớm hơn cả Ngưu Ma Vương. Cậu ăn tiếp đi, có việc gì thì gọi cho tôi. Cứ ăn đi nha. Này, anh cần hàng không? Hàng gì? Em yêu, nào, đến đây, mau ngồi xuống đi. Trước đây cứ dăm ba bữa là lại chạy đến chỗ em. Giờ thì hay rồi. Có con hồ ly tinh đó một cái là nửa tháng nay chả thấy mặt mũi anh đâu. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Anh đi công tác, vừa từ Quảng Châu về. Đi công tác ở vũ trường Đại Phú Hào thì có. Không có đâu mà, em tin anh đi. Tên họ Vùng kia, em nói cho anh biết, em không đi đấy. Xem anh làm thế nào. Thôi, được rồi mà. Thi Thi à, Thi Thi, mau lên, lại đây nhanh lên. Hôm nay anh có việc gấp. Em mau mặc quần áo vào đi, đi nhanh đi. Trời ơi, nhanh lên. Tôi có việc. Đi đi, cô đi mau. Nhanh nào. Em nhìn đi, anh đã đuổi cô ta đi rồi. Em phải vui lên chứ. Tên họ Phùng kia, hôm nay em cảnh cáo anh. Đừng có mà ức hiếp em. Em không dễ chọc đâu. Những việc tốt mà anh đã làm, em đều biết đấy. Sao anh dám bắt nạt em chứ? Mọi người đều biết em là chị đại mà. Làm má mì trong một vũ trường lớn như vậy, đằng sau chắc chắn có người chống lưng. Xã hội đen hay người chức quyền, em đều quen. Biết vậy là tốt. Lần sau đừng để em gặp lại cô ta. Sẽ không đâu em yêu à. Nào, lại đây với anh. Anh Triệu, anh thật là nam tính phong độ. Vóc dáng lại khỏe khoắn, giống như xì tơ lon trong phim Mỹ vậy. Người phụ nữ nào thấy mà không mê chứ.
thực ra làm cái nghề của chúng tôi. Trong lòng rất khổ. Chẳng phải có một bài hát tên là Giọt lệ của vũ nữ. Bài hát đó đã nói lên tiếng lòng của chúng tôi. Cô có thể không làm việc này mà. Tôi đến từ nông thôn, trình độ văn hóa thấp, không có kỹ năng gì đặc biệt cả. Anh Triệu, nghe nói trước đây anh chưa bao giờ ra ngoài chơi. Không biết trước đây anh đã từng tiếp xúc với loại người như tôi chưa, hả? Không biết trước đây anh đã từng tiếp xúc với loại người như tôi chưa? Tôi chưa từng tiếp xúc với những người như cô. Nhưng tôi đã từng tiếp xúc với một nhân viên phục vụ. Cô ấy làm việc ở thế giới mộng ảo, cuối cùng lại biến mất. Cũng không biết bây giờ có phải cũng làm nghề giống các cô không? Rất có thể là như vậy. Nhưng làm công việc của chúng tôi thì sao? Hầu hết đều chuyển từ nhân viên phục vụ qua mà. Hết cách rồi, có ai muốn đâu. Chỉ sợ. Sợ cái gì? Khó nói lắm. Anh Kim Cang, lâu rồi không gặp. Dạo này anh sống có vui không? Anh là ai? Anh đúng là quý nhân hay quên. Nào, uống một ly. Anh đang tìm một cô gái đúng không? Tôi biết cô ta ở đâu. Ở đâu? Anh em chúng ta. Vừa uống vừa nói, nào. Nói đi, vội gì chứ? Anh Chu, tôi đây, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nói lời thì sẽ giữ lời. Nào, uống thêm ly nữa. Họ Chu kia, tôi nói cho anh biết, tốt nhất là đừng giở trò với tôi. Anh biết tính khí của tôi mà. Giờ cô ta rất an toàn. Nhưng mà, tôi khuyên anh đừng tìm cô ta nữa. Tại sao? Tôi nói ra, anh cũng đừng có buồn nhé. Nói đi. Bây giờ cô ta là tình nhân của người khác rồi. Tình nhân cái con khỉ. Với ai? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ cô ta đã thay đổi rồi. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Dùng sức đi, cố lên, nặng quá đi. Sao nặng thế? Được rồi, đi thôi nào. Có phải hơi chóng mặt, toàn thân lạnh cống không? Ý anh là sao? Nếu khó chịu quá, anh ơi, anh bị sao vậy? Anh ơi, mở cửa đi. Lan Lan à, mau mở cửa ra. Anh không sao. Anh ổn. Lan Lan à, có chuyện gì vậy? Sao thế? Anh trai con sao thế? Có phải nó bị ốm rồi không? Không biết.
Vậy thì có chuyện gì thế? Có phải anh trai con đang chơi đồ không? Không thể nào. Con kêu nó tiếp đi, kêu chừng nào nó ra thì thôi. Anh ơi, anh mở cửa đi. Anh ơi, anh ổn mà. Anh không sao hết. Anh ơi, mở cửa ra đi. Anh trai, mở cửa ra. Mở cửa ra đi mà. Anh ơi, mở cửa ra đi. Ra đây đi. Mau mở cửa ra. Anh qua đây. Làm gì thế? Em nghĩ hình như anh trai em có chuyện gì đó. Anh ấy bị sao vậy? Anh ấy tự nhốt mình trong phòng, sau đó nhảy nhót trong phòng, lăn qua lăn lại trên giường và còn bò trên mặt đất nữa. Em nghĩ là anh ấy đang chơi đồ. Chơi đồ sao? Không thể nào. Anh hiểu anh trai em rất rõ. Bây giờ anh ấy còn ở đó không? Còn. Đi, đi xem thử. Nhanh lên nào, đi. Có phải anh đưa anh trai em đến nơi đó không? Chắc chắn là đã xảy ra chuyện ở đó. Anh ấy muốn tiền cô Di Di. Đi đến vũ trường không hẳn là chuyện xấu. Ca hát nhảy múa chúng ta cũng đi rồi mà. Mau lên nào. Anh Triệu. Anh Triệu à. Vào trong phòng ngồi đi. Anh làm gì vậy? Tôi tập luyện ấy mà. Nào, ngồi xuống đi. Sao lộn xộn thế hả? Cậu đi tắm rửa đi. Cậu đi ra đường với em gái tôi. Cậu không thấy xấu hổ, chứ tôi thì xấu hổ dùng luôn đấy. Ngồi xuống đó đi. Anh đừng có nói em. Anh nhìn cái này xem. Nhìn anh vứt vớ này. Đừng động vào. Tôi chỉ có đôi vớ này thôi. Anh à, sao anh lại vứt giấy tuyên dương của anh lung tung vậy? Anh. Đại ca, chơi chung với em đi mà. Tiểu Kim à, để em đấm bóp cho anh nhé. Đừng tức giận mà. Tiểu Kim à, sau này cậu đi theo anh Chu tôi. Tôi có cái gì thì cậu cũng sẽ có. Những thứ vinh hoa phú quý và cả gái đẹp nữa. Đỡ chắc nhé. Cẩn thận chút. Chậm thôi, từ từ. Lúc giao dịch hàng cấm thì anh ấy canh chừng và bảo vệ. Khi mấy băng đảng đánh nhau thì anh ấy ra tay giúp đỡ. Cuối cùng bị bọn họ kéo xuống vũng bùn, trở thành thành viên cộng cán của bọn buôn chất cấm. Đại ca ơi, hắn lợi hại quá. Em đánh không lại. Đi tìm Tiểu Kim đi. Đánh đi, đánh ngủng hắn đi. Tiểu Kim, mấy đứa đó mạnh quá. Chúng chém tôi thành thế này rồi. Anh mau giúp với. Ở đâu? Ở đằng kia kìa. Đi thôi. Thằng nhóc thối, coi mày giỏi cỡ nào. Tiểu Lan đến rồi à. Nào, ngồi đi. Ngồi xuống đi. Sao thế? Ai bắt nạt công chúa nhỏ của chúng ta? Còn ai nữa? Anh trai em chứ ai? Anh ấy làm sao? Anh ấy đã thay đổi. Anh ấy thật sự thay đổi rồi. Hôm đó em bắt gặp anh ấy ở cùng với đám người của anh Chu. Thật không ngờ, anh trai em từ anh hùng lại biến thành côn đồ. Không biết thứ gì đã hại anh ấy, làm anh ấy thành ra thế này. Chúng ta giúp anh ấy một tay đi. Anh sẽ đi tìm anh ấy ngay bây giờ. Anh ấy không có ở nhà. Mấy ngày nay em cũng không biết anh ấy ở chỗ làm hay là ở nơi khác nữa.
Anh Triệu Kim, biểu hiện của anh gần đây khiến Lưu Tổng ngày càng không hài lòng. Lưu Tổng bảo anh đến phòng tài vụ kết toán, nghỉ việc đi, tôi... Đi thôi. Nào, cạn ly. Còn uống nữa à? Uống cho hủng luôn đi. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay đừng có đến phiền tôi. Tâm trạng tôi đang rất tệ. Cho cậu biết một tin tốt. Tôi bị sa thải rồi. Anh biết tại sao không? Cậu biết tại sao không? Tôi nói cho cậu biết, chính là thằng vô lại họ Lưu đó. Không phải do ông ấy, mà là do bản thân anh. Anh nghĩ lại bản thân đi, coi lại chính mình đi, đã thành ra cái dạng gì rồi. Anh Triệu, kim cang không thể biến hình được. Một khi biến hình thì không còn là kim cang nữa. Hôm qua đúng là bực thật. Chuyện không thành, công an xông vào. Đúng đấy, tôi thấy. Anh Chu, chào anh Chu. Các anh em, có vụ làm ăn lớn, mau đi với tôi, đi thôi, mau lên. Nào, đến đây đi em yêu, ngồi xuống đây nào. Lần này chị Liên sẽ không đến nữa chứ? Phải, có lẽ cô ta sẽ không bao giờ đến nữa. Không bao giờ sao? Tại sao chứ? Cô ta bị bệnh rồi. Bệnh sao? Bệnh gì vậy? Bệnh là... Có lẽ chỉ vài ngày nữa cô ta sẽ đến. Thế giới mộng ảo thật sự đấy. Sao có thể như vậy được? Hai ngày trước em còn thấy chị ta khỏe mạnh mà. Sao có thể bị bệnh được? Cho dù bị ung thư cũng sẽ không nhanh như vậy đâu. Như vậy thì càng tốt chứ sao? Cô ta sẽ không bao giờ đến làm phiền chúng ta nữa. Em yêu, mặc kệ cô ta đi. Khoan đã nào, anh phải nói cho em biết chị ta mắc bệnh gì vậy. Thôi nào cục cưng. Đừng mà, anh phải nói cho em biết rốt cuộc chị ta mắc bệnh gì. Thôi được rồi, anh sẽ cho em biết. Anh đã tiêm thuốc quá liều cho cô ta. Cô ta thật sự không sống nổi mấy ngày nữa đâu. Cái tên cáo già đáng ghét đó luôn đến muộn hơn chúng ta. Đến muộn thì cứ đến muộn đi. Trong tay tên đáng ghét này có hàng, hắn ta ngang ngược cũng đúng thôi. Anh có biết hàng của hắn từ đâu mà ra không? Tôi mà biết thì tôi đã không tìm tới hắn rồi. Ông đây mua hàng bằng tiền, quan tâm hắn lấy hàng ở đâu làm gì? Bọn họ không đưa hàng cho chúng ta thì chúng ta lấy gì để ăn? Hóa ra ông ta độc ác như vậy. Kết cục của chị Liên cũng sẽ là kết cục của mình sau này. Mình phải rời khỏi ông ta. Nhất định phải rời khỏi ông ta. Phùng Tổng, có điện thoại. Được. Được thôi. Tối mai chỗ cũ, không gặp không về. Được. Không được đến muộn. Đến muộn thì mất cơ hội. Được. Một lời đã định. Tiền hàng lần này rất lớn, chúng ta phải cẩn thận. Cẩn thận sập bẫy. Vâng, tụi em biết rồi. Thật không ngờ, chiếc xe này sửa xong thì như mới vậy. Không có gì à, anh lái xe đi đi. Có việc gì lại đến tìm tôi nhé. Được rồi. Triệu Kim, đã xảy ra chuyện gì? Anh trai à, phiền anh cho tôi mượn xe chút nhé. Tôi có việc gấp. Được thôi.
Xin chào, công an đúng không? Tôi muốn báo án. Em đã đi đâu vậy? Lề mà lề mề thế, em. Em vào nhà vệ sinh. Thay một bộ quần áo khác. Alo, Tiểu Lan. Anh đã phát hiện ra anh trai em rồi. Có thể anh ấy lại đang làm chuyện phi pháp với đám người đó rồi. Anh muốn báo án. Không được, vậy thì anh trai em sẽ bị công an bắt. Đây chính là đang cứu anh ấy. Tin anh đi Tiểu Lan. Không được. Lúc này em khóc thì có ích gì? Không. Tôi khuyên mọi người, đừng để bị lừa. Không được thử một trắng. Bạn gái lầm đường xa vào chất cấm. Tôi vì cứu cô ấy đã gặp phải tai ương. Khuyên mọi người đừng để xa lưới. Một trắng. Không được thử. Anh Tân Thành. Bạn gái lầm đường xa vào chất cấm. Anh Tân Thành ơi, Thu Mai. Anh Tân Thành à. Anh Tân Thành ơi. Cô ơi, chú ơi. Các anh, các chị ơi. Đây là hôn thê của tôi. Cô ấy bị người xấu hãm hại, khiến cô ấy nghiện chất cấm. Vì để giúp cô ấy cai nghiện, tôi đi làm thuê. Không may, chân tôi bị thương sau khi bị tai nạn xe. Chú ơi, dì ơi. Anh ơi, chị ơi. Thuốc cấm. Không được động vào. Phim được dịch thuyết minh. Có chuyện gì vậy? Dì ơi, chúng tôi là người tỉnh lẻ. Đây là hôn thê của tôi. Cô ấy bị sao vậy? Cô ấy nghiện chất cấm. Tân Thành à, em không ổn rồi. Thu Mai. Thu Mai, cháu gái à. Cháu cố lên, em phải cố lên. Thu Mai, cố lên em, mau đưa thuốc cho em. Cháu cố chịu đựng đi. Tôi xin mọi người giúp chúng tôi với. Alo, sở trưởng Lôi. Phải, phải rồi, ở đây có chuyện rồi. Anh mau qua đây đi, mau cứu tôi với. Cô tên là Trần Thu Mai. Cô ấy là hôn thê của cậu. Đúng đó, sở trưởng Lôi. Chú nhất định phải cứu cô ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Để tôi giới thiệu với hai người. Đây là nhà văn nổi tiếng của tỉnh chúng tôi. Cô Vương Hồng Mẫn. Là cô ấy đã giúp đỡ hai người. Cảm ơn, không cần ngồi dậy. Dì Vương à, mau nằm xuống đi. Nghe giọng này, hai cháu không phải là người ở đây phải không? Không phải. Chúng cháu là người ở thị trấn Tây Sơn. Nơi đó hình như rất xa. Là vùng núi phải không? Đúng, là vùng núi. Vậy hai cháu vào thành phố để làm thuê hả? Không phải. Thu Mai bị Tô Văn Tài dẫn đến thành phố. Tô Văn Tài. Tô Văn Tài là ai? Hắn là chủ thầu của một công ty xây dựng. Vậy Thu Mai sao lại bị nghiện chất cấm? Cái tên Tô Văn Tài tàn nhẫn đó. Hắn là cậu họ của tôi. Vâng, được, biết rồi. Tôi nhất định sẽ phối hợp. Tô Văn Tài, anh hãy kể cho tôi nghe quá trình anh dụ dỗ Thu Mai sử dụng chất cấm. Hãy kể thật chi tiết, càng cụ thể càng tốt. Chuyện này bắt đầu từ hội nghị đấu thầu dự án trong thành phố.
nửa năm trước, tôi vì cuộc đấu thầu dự án này mà phiền não. Mặc dù tôi đã chiêu đãi hết lòng ở sòng bạc, ở vũ trường hay ở khách sạn cao cấp, tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng sở trưởng lý phụ trách đấu thầu dự án này không cho tôi câu trả lời rõ ràng. Rốt cuộc dự án đó rơi vào tay ai? Tiền cứ đổ ra nhưng đáp án vẫn chưa có. Chuyện này khiến tôi vô cùng lo lắng, mất ăn mất ngủ. Sở trưởng lý, mời. Mời ngồi, mời anh ngồi. Ông chủ Tô, chỗ này thế nào? Ở đây vui lắm. Tôi rất hay đến, mấy cô đào ở đây đẹp lắm. Vậy sao? Tôi sẽ gọi cho anh vài cô, gọi vài người đến thử xem. Anh thấy thế nào? Mấy cô này cũng được lắm. Còn nữa không? Không được à? Đi đi, ra ngoài đi. Sở trưởng lý, tôi nghe ông chủ công ty gạch men nói số 4 ở đây rất ngon đó. Số 4, gọi đến xem thử. Được, để tôi đi gọi. Đi đi, nhanh lên đó. Phim được dịch sở trưởng lý tiếng tại iFilm TV. Sao lại ngồi một mình ở đây vậy? Anh muốn vui vẻ kiểu gì? Hát đi. Vậy thì hát nào. Yêu đến hơi thở cuối cùng. Em bắt đầu hát đây. Hát đi. Sở trưởng lý, anh thấy thế nào? Ghê quá. Cô hát nghe thật kinh khủng. Nếu không thì sở trưởng lý à, chúng ta chơi trò kích thích hơn đi. Kích thích thế nào? Anh xem, như vậy có được không? Thô tục. Thật thô tục. Sở trưởng lý, anh đi đâu vậy? Tôi đi vệ sinh. Sở trưởng lý à, thế nào à? Thô tục. Cô số 4 này còn không bằng mấy cô trước, quá thô tục. Không được à? Sở trưởng lý à, không được. Tôi nói này ông chủ Tô, sau này đừng đưa tôi đến những nơi thô tục như vậy. Sở trưởng lý à, vậy là anh không lấy được dự án đó đúng không? Dựa vào tình hình lúc đó, tôi chẳng còn cơ hội nào nữa. Ông chán sống à? Không giành được dự án thì uống rượu giải sầu sao? Bà thấy có lạ không? Cái tên họ Lý đó rõ ràng là một tên yêu râu xanh. Thế mà cô Phạm Mỹ Mỹ cũng là một mỹ nhân. Hắn lại không ưng người ta. Nếu đổi lại là tôi. Đổi lại thì sao? Muốn thử à?
Tôi nào dám. Có người vợ quản lý nghiêm ngặt. Tôi nào dám nghĩ như vậy. Có cho ông 10 lá gan, ông cũng không dám. Vậy đó, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu. Rõ ràng là nho đã chín thục rồi, hắn cứ khẳng định là nó chua. Sao ông không hiểu chứ? Một người mỗi ngày ăn hải sản tươi sống, nhìn thấy hải sâm tổ yến còn có thể không lắc đầu sao? Ý bà là đổi cho hắn ta một đĩa cỏ non rau dại. Cuối cùng ông cũng hiểu. Đúng đó, gấp rút như vậy đi đâu mà tìm cỏ non rau dại đây? Phải đó, phim được dịch thuyết minh gia đình ông không phải ở vùng núi sao? Mấy cô gái sống trên núi ngây thơ và xinh đẹp, ông không nghĩ đến việc về quê tìm một người sao? Đây là cách hay đấy. Vợ tôi ơi, bà đúng là gia cát lượng của tôi. Ông đừng rót mật vào tai tôi nữa. Chỉ cần ông không làm điều sai trái thì coi như tích đức rồi. Không dám đâu. Được, cứ làm như vậy đi. Sáng sớm hôm sau, tôi nhanh chóng đi xe khách về quê. Hôm đó, vừa khéo gặp được đoàn kịch nghiệp dư của thị trấn đang tập luyện trong quán trà. Hay lắm, hay quá đi. Nào, chúng ta diễn lại thêm một lần nữa nha. Thu Mai à, hôm nay anh thấy em tập luyện rất nhập tâm. Thật đó, khán giả vỗ tay hết tràng này đến tràng khác. Anh Tân Thành à, em cảm thấy đôi khi em không thể phân biệt được đâu là kịch đâu là đời. Em có biết nó gọi là gì không? Là gì? Cái này gọi là chồng có tình, vợ có nghĩa. Đáng ghét, biến đi. Thu Mai à, chuyện chúng ta cưới nhau vào cuối năm nay, ba em đồng ý chưa? Chưa. Tại sao không đồng ý? Xem anh vội kìa, ba em không nói không đồng ý. Vậy ý ba em thế nào? Ý của ba em là không thể để em kết hôn mà không có của hồi môn. Ông ấy muốn chuẩn bị cho em một phần của hồi môn đàng hoàng. Còn chuẩn bị của hồi môn gì nữa? Em cứ tay không. Đáng ghét. Không phải, anh nói nghiêm túc đó. Anh nghĩ sau khi chúng ta kết hôn, tự kiếm tiền mua đồ gia dụng hay gì đó. Em nghĩ đi, cuộc sống sau này phải dựa vào chính chúng ta. Em biết rồi. Vậy thì như vậy đi Thu Mai à, em về nhà thương lượng lại với ba em. Em không nói. Lúc đó, tôi đã quyết định Trần Thu Mai là con mồi tôi đang tìm kiếm. Tôi phải tìm cách, bất kể thế nào, cũng phải tóm được nó. Hôm ấy tôi đã chuẩn bị một món quà đến thăm nhà cô ta. Có ai không? Ai đó? Là tôi. Em họ à, nào vào nhà đi. Cậu còn mua mấy thứ này làm gì? Lại đây, đến ngồi đi. Được rồi, uống trà. Em họ à, tôi nghe nói mấy năm nay cậu làm nhà thầu trong thành phố, giàu có lắm. Dù cậu phát tài, cũng không có vẻ hào nhoáng của đại gia. Còn đến đây thăm người anh nghèo này,
Tôi thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Xem anh nói gì kìa. Em họ à, cậu là người bận rộn. Lần này cậu lên núi không phải để xem phong cảnh phải không? Tôi nói anh nghe, thật sự là lần này tôi đến đây thật ra có chút chuyện muốn bàn bạc với anh. Có chuyện gì? Cậu nói thẳng đi. Tôi định... Ba ơi, con về rồi. Thu Mai, con xem ai tới kìa. Đây chính là cậu Văn Tài mà ba thường nhắc đến với con. Chào cậu Văn Tài. Đây là cháu gái của cậu đấy à? Thực ra cháu gái à, chúng ta vừa mới gặp nhau đấy. Gặp rồi sao? Vừa nãy ở trên thị trấn, cháu cùng với chàng trai đó đã hát gì đó với nhau. Cậu họ à, mấy bài hát đồng quê ấy mà khiến cậu chê cười rồi. Không đâu, giọng nói đó, khuôn mặt đó, thân hình đó, không biết xinh đẹp đến mức nào. Không phải cậu thổi phồng cháu đâu. Chỉ dựa vào mấy đặc điểm này thì cháu đã ưu tú hơn nhiều người trong đoàn kịch huyện nhiều. Làm gì được như cậu nói chứ. Trẻ con lên sân khấu làm ầm ĩ vui vẻ thôi. Cậu đừng khen ngợi con bé quá. Ba. Ba à, con muốn bàn bạc với ba một chuyện. Có chuyện gì con nói đi. Anh Tân Thành nói muốn ba đồng ý cho chúng con làm đám cưới trong năm nay. Thu Mai à, chẳng phải ba đã nói với con rồi sao? Chờ ba tiết kiệm đủ tiền của hồi môn cho con đã. Sau khi tiết kiệm đủ tiền thì ba sẽ tổ chức cho con và Tân Thành một đám cưới đàng hoàng. Ba, anh Tân Thành nói là ba không cần phải, ba không cần chuẩn bị nhiều của hồi môn như vậy đâu. Sau khi chúng con kết hôn, chúng con sẽ tự mình kiếm tiền mua thêm mấy thứ như đồ gia dụng và đồ nội thất. Con đang nói gì vậy hả? Không có của hồi môn thì ba biết giấu cái mặt già này ở đâu. Ba à, Thu Mai, cái con bé này, ba nói cho con biết, chờ mùa đông năm nay ba sẽ lại làm vài lò than nữa. Tiền hồi môn đã tiết kiệm gần đủ rồi. Năm sau ba sẽ làm đám cưới cho con và Tân Thành thật nở mày nở mặt. Thế nào hả? Anh họ à, làm hai lò than thì được bao nhiêu tiền chứ? Nhưng mà tôi có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Anh, để Thu Mai đến công ty tôi làm việc đi. Như thế thì tiền kiếm được sẽ nhanh hơn, nhiều hơn so với tiền anh làm than. Thu Mai, cháu nghĩ sao? Làm gì vậy ạ? Làm nhân viên quan hệ công chúng. Cậu à, cho cháu hỏi, nhân viên quan hệ công chúng là làm gì vậy? Cháu chỉ sợ cháu làm việc cho cậu không tốt thôi. Không đâu mà, cậu nói cháu làm được là làm được. Em họ, quan hệ công chúng là gì? Quan hệ công chúng ấy à? Nói ra cũng đơn giản lắm, chính là giúp công ty tôi kéo thêm khách hàng, cùng khách uống rượu, hát và nhảy múa để làm khách thấy vui, thì việc kinh doanh của công ty chúng tôi sẽ tốt lên. Con bé sẽ làm được thôi. Không được, một cô gái trẻ tuổi lại uống rượu nhảy nhót cùng khách, làm cái việc này thật là đáng xấu hổ. Sao anh? Ba à, tôi nói không được là không được. Cháu đi nấu cơm đây thưa cậu họ. Tôi nói này anh họ, cậu đừng nói nữa. Không được là không được. Uống nước đi. Đúng lúc tôi không còn cách nào thì một tai họa ập đến gia đình con bé và tạo ra một cơ hội tốt cho tôi. Hôm đó anh họ tôi lên núi chặt củi làm than thì vô tình rơi xuống vách núi. Ba, ba ơi, cứu ba tôi với. Alo. Nhà Văn Vương à. Cái gì? Cô muốn phỏng vấn Trần Thu Mai à? Được rồi, không vấn đề gì. Trong thời gian này, tâm trạng của bệnh nhân tương đối ổn định. Cô cứ đến đi. Thu Mai, dì Vương đến rồi à? Thu Mai, hôm qua dì đã đến trại giam.
thì mới hiểu được Tô Văn Tài và vợ hắn Phùng Xuân Hoa đã gài bẫy, dụ dỗ cháu như thế nào. Nhưng có một số tình huống hắn nói không rõ lắm. Cháu có thể nói rõ cho dì biết được không? Vâng, miễn là cháu biết. Được. Ví dụ như là chi tiết sự việc sau khi ba cháu ngã xuống vách núi. Dì Vương nói đến việc ba cháu ngã bị thương, đúng là vô cùng khốn khổ. Bác sĩ, tôi xin bác sĩ, chị nhất định phải tìm cách chữa khỏi cho ba tôi. Đúng vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng chi phí phẫu thuật và chi phí thuốc men tổng cộng ít nhất phải 50.000. Chuyện này 50.000 sao? Nhiều vậy sao? Hôm nay trả trước 5.000 đi, tôi sẽ phẫu thuật ngay. Anh Tân Thành, 5.000. Em, chúng ta. Thế này đi, anh có 2.000 trong tay, vốn là để chúng ta kết hôn, anh sẽ ứng trước. Còn em thì sao? Nhà em tổng cộng chỉ có 1.000, cộng thêm của anh nữa là mới có 3.000 thôi. Làm thế nào đây? Anh Tân Thành ơi, bình tĩnh đi Thu Mai, vậy là chưa đủ. Như vậy đi, Thu Mai, em đừng sốt ruột, em về phòng bệnh chăm sóc chú trước đi, anh sẽ đi mượn tiền. Em, anh sẽ về ngay. Em đừng vội, anh Tân Thành. Trịnh Tân Thành, cậu tên là Trịnh Tân Thành phải không? Đúng vậy, tôi là Trịnh Tân Thành đây. Ngài là? Tôi là cậu họ của Thu Mai. Tôi đã thấy ảnh của cậu ở nhà con bé. Dạ vâng, chào cậu họ ạ. Nghe nói ba con bé ngã bị thương. Phải, ông ấy đang nằm trong bệnh viện. Vậy, ông ấy thế nào rồi? Bệnh viện chẩn đoán là gãy cột sống nghiêm trọng. Nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ bị liệt hoàn toàn. Vậy mau phẫu thuật đi. Nhưng chi phí phẫu thuật và thuốc men tổng cộng là 50.000. Hôm nay phải trả trước 5.000. Đã thanh toán chưa? Chu Mai và cháu tổng cộng chỉ có 3.000, còn thiếu 2.000 nữa. Vậy phải làm sao? Cháu đang đi mượn tiền đây. Thu Mai à, cậu ơi, chẳng phải chỉ là 2.000 thôi sao? Tân Thành đã đi mượn tiền rồi, anh ấy thì có thể đi đâu mượn chứ? Thu Mai à, yên tâm đi, đừng sốt ruột, có cậu ở đây không có khó khăn nào không thể vượt qua. Cậu ơi, số tiền 2.000 này cậu sẽ ứng trước cho cháu đây. Cậu à, cảm ơn cậu. Được rồi, đi thôi, mau đi thôi nào. Mau đóng tiền cho ba cháu phẫu thuật đi. Em họ à, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi. Số tiền này sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu. Nghe Thu Mai nói, chi phí phẫu thuật và nhập viện của anh cộng với chi phí thuốc men e là phải cần tới 45.000. Không biết là anh họ đã có kế hoạch tạm thời nào chưa? Tôi thì có thể có kế hoạch gì chứ? Phim được dịch vài ngày nữa tôi sẽ xuất viện. Anh họ, tôi có một ý tưởng, hay là cứ để Thu Mai đi với tôi lên thành phố làm việc, kiếm tiền chi trả phí điều trị cho anh. Ba, con nghĩ bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể đi con đường này thôi. Hay là ba đồng ý để con theo cậu vào thành phố làm việc? Được, con gái. Vậy bây giờ con hãy quỳ xuống bên giường ba và thề một lời thề đi. Ba, con gái thề với ba, sau khi đến thành phố sẽ không bao giờ làm những việc không nên làm, không bao giờ lấy số tiền không nên lấy. Nếu con
làm việc không nên làm, lấy số tiền không nên lấy, thì con sẽ không còn là con gái của ba nữa. Ba, anh yên tâm đi. Đứa con gái Thu Mai này của tôi giao con bé cho cậu đấy. Anh cứ yên tâm giao cho tôi. Anh Tân Thành, sao anh không nói gì? Nói gì cơ? Có gì để nói sao? Mọi thứ đã thành ra thế này rồi. Anh chỉ hận bản thân mình không có bản lĩnh, chẳng thể thay em giải quyết khó khăn. Anh Tân Thành, chuyện này sao có thể trách anh được chứ? Nếu không phải ba em gặp phải tai nạn này, thì em sẽ không rời xa anh đâu. Anh biết, em cũng không muốn mắc kẹt trong cái khe núi này cả đời. Em muốn ra ngoài mở mang tầm mắt. Cũng phải, trong lời bài hát chẳng phải có câu: thế giới bên ngoài rất tuyệt vời sao? Ca múa nhộn nhịp, xa hoa trụy lạc, ai mà không muốn chứ? Anh không tin em à? Anh Tân Thành, anh yên tâm đi. Trong lòng em chỉ có anh thôi. Cho dù em có đi đến chân trời góc bể, thì trong tim em mãi mãi chỉ có mình anh thôi. Thật không? Thật. Chỉ là sau khi em rời đi, thì gánh nặng trên vai anh càng nhiều hơn. Thu Mai, chuyện này thì em yên tâm đi. Chăm sóc cho chú là bổn phận của anh. Nhưng còn em, phải lăn lộn một mình ngoài kia, chuyện gì cũng phải để ý nhiều hơn. Có thời gian thì viết thư cho anh nhé. Yên tâm đi, em sẽ viết thư cho anh. Sau một phen tính toán cẩn thận, Tô Văn Tài cuối cùng cũng cầu được ước thấy, đưa một cô gái miền núi như tôi đến tỉnh thành, giao cho Phùng Xuân Hoa. Phùng Xuân Hoa đã đào tạo ngắn hạn cho tôi một cô gái quê mùa chưa từng nhìn thấy thế giới rộng lớn, đã biết ăn diện và trang điểm đẹp đẽ. Theo lời họ mà nói thì tuần khiết, thanh thoát, xinh đẹp và duyên dáng đến bất ngờ. Mọi người dừng lại một chút đi, để tôi giới thiệu cho mọi người. Đây là nhân viên mới Trần Thu Mai, chúng ta cùng chào mừng cô ấy nào. Đi thôi. Thế nào? Đây là văn phòng của cậu. Sau này cháu sẽ là thư ký của cậu. Anh Tân Thành, em đã lên thành phố được một tháng rồi. Cuộc sống mới lạ và thú vị ở thành thị đã biến em thành một người khác. Nhưng anh đừng lo lắng, em vẫn là em thôi. Cậu họ em rất quan tâm đến em. Cậu để em làm giám đốc phòng quan hệ công chúng, lương tháng được 3.000. Là 3.000 đó bằng tiền làm một năm trên núi luôn rồi. Chờ kiếm đủ tiền chữa bệnh cho ba, thì em sẽ trở về và kết hôn với anh. Anh Tân Thành, mọi chuyện của em đều rất ổn, chỉ là em nhớ anh. Đặc biệt là khi đêm về, em cực kỳ nhớ anh. Anh phải trả lời thư của em đấy nhé. Thu Mai à, cháu đi đâu đấy? Mợ đến rồi à? Cháu đang chuẩn bị ra ngoài. Nào, đến đây nào. Thu Mai, nhìn đi, cái váy này có sành điệu hay không? Mợ ơi, nếu mợ mặc chiếc váy này
Chắc chắn sẽ trẻ lại 10 tuổi luôn đấy. Đi trên phố chắc chắn là tất cả mọi người đều phải quay lại ngắm nhìn. Cháu chỉ biết trêu mợ thôi. Thật mà, mợ đã là một bà cô già, sao có thể mặc cái váy này được. Vậy thì mợ mua, mợ mua cho cháu đấy. Mua cho cháu sao? Mợ ơi, lần sau mợ đừng mua quần áo cho cháu nữa. Tháng trước mợ đã mua cho cháu mấy bộ rồi. Mợ nhìn đi, cháu mặc bộ đồ này rất đẹp. Cháu mặc bộ đồ đó trông già lắm. Con gái thời nay cứ một tuần đổi mốt một lần đấy. So với chiếc váy này thì bộ đồ trên người cháu trông kém sang hơn hẳn. Mợ ơi, chiếc váy đẹp như vậy, sao cháu xứng được mặc đẹp như vậy chứ? Nói bậy, cháu không xứng thì ai xứng hả? Thu Mai ơi, tối hôm nay cháu phải đi đến một bữa tiệc sang trọng, uống rượu với một nhân vật quan trọng. Không mặc đẹp sao mà được? Nào thử xem. Cháu mà mặc cái váy này sẽ giống hệt như một nhánh mai đỏ trong tuyết. Muốn phẩm vị có phẩm vị, muốn sang chảnh có sang chảnh. Sao vậy mợ? Đáng tiếc mợ không phải đàn ông. Nếu mợ mà là đàn ông thì chắc chắn sẽ ôm chặt cháu vào lòng. Mợ à, mợ đang nói gì vậy chứ?